Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Ở đây có bạn nào cũng yêu màu hồng ghét sự giả dối giống mèo không? Không chỉ mỗi màu hồng đâu mà cứ màu nào càng sặc sỡ mèo càng thích. Vậy nên, mèo luôn ao ước được sở hữu một chú tắc kè hoa để trưng trong nhà. Chắc lúc ấy ngắm nó cả ngày không biết chán mất. Còn con tắc kè các bạn đang nhìn thấy là của anh hacker lọ. Khi anh mới nhận nuôi, da nó gặp vấn đề nghiêm trọng và bị bong chóc rất nặng. Vậy nên, anh đã trộm tiền nóc nhà mua thêm một chiếc máy tạo ẩm. Điều này sẽ giúp lớp da cũ bong ra nhanh hơn và tắc kè hoa sẽ có một diện mạo mới đẹp tuyệt cả là vời. Khi đó, nó có thể tự tin đi tán tỉnh các em gái ngọt nước. Có thực mới vực được đạo, muốn làm gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Anh lỏ mua rất nhiều món ăn hấp dẫn nhưng có vẻ chưa món nào đúng ý con tắc kè cả. Chỉ thấy nó thể hiện thái độ tức giận bằng cách chuyển từ màu xanh sang màu đỏ rực. Đây cũng chính là điều mèo thích nhất ở bọn tắc kè hoa. Chúng có khả năng thay đổi màu sắc tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng, mà được cái màu nào cũng rất đẹp và bắt mắt. Để xoa dịu cơn tức giận của tắc kè, anh lò đã tìm ra một giải pháp cực hiệu quả. Giới thiệu với mọi người, đây là Becky, con tắc kè cái mà anh lò đã nuôi từ lâu. Anh sẽ tác hợp hai con tắc kè với nhau. Món quà chúc mừng đầu tiên anh tặng cho chúng chính là một tổ ấm do anh tự tay thiết kế và xây dựng. Nhưng anh nhận ra muốn sớm có cháu bé bổng, anh cần bồi bổ thật nhiều cho con tắc kè được. Với chiếc que dài này, anh lò có thể cho nó ăn mà không cần đến quá gần. Như vậy, tắc kè cũng cảm thấy thoải mái và ăn được nhiều hơn. Căn nhà mới của cặp vợ chồng son này cũng đang dần dần được hoàn thiện. Anh chọn màu chủ đạo để đem lại cảm giác sang trọng và huyền bí. Những ngày tiếp theo, con tắc kè được không ngừng được ăn nhiều món ngon và chuẩn bị sẵn sàng cho đêm động phòng cháy bỏng. Bước cuối cùng để hoàn thiện ngôi nhà là trang trí trong đó thật nhiều cây xanh đem lại cảm giác hoang dại và không quên đèn chiếu sáng. Để ngăn chặn nấm mốc xuất hiện và gây bệnh cho tắc kè, anh lò đã thả thêm vào đó mấy con bọ chân xếp. Chúng có vai trò như những con cá dọn bể, ăn sạch nấm và rác thải vật chất trong chuồng. Bây giờ cùng di chuyển sang nhà mới nào bé yêu. Mong là con tắc kè sẽ thích và sớm làm quen với nơi ở mới này, vì nó chính là trụ cột trong gia đình và mai sau sẽ là bố của những đứa con thơ nữa. Cuối cùng đôi chim cu đã có thể hội ngộ trong căn nhà mới của mình. Khoảnh khắc này thật hạnh phúc và lãng mạn, xung quanh được bao phủ bởi màu hồng ngọt ngào của tình yêu. Trải qua những tháng ngày bên nhau, con tắc kè và anh lò đã ngày càng gắn bó. Mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn nên giờ phút này, có vẻ nó đang muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh. Sau lần nhận nuôi đó, anh lò dần nhận thấy mầm mống tình yêu với tắc kè ngày càng nở rộ trong tim mình nên anh đã tìm nuôi thêm nhiều con khác. Một trong số đó là con tắc kè đuôi béo này. Nó đang mang thai và chờ ngày lâm bồn. Nhìn gần có thể thấy phần thân dưới tắc kè có hai quả trứng. Vì lần đầu được chứng kiến cảnh tượng thiêng liêng này nên anh lò rất hồi hộp và liên tục kiểm tra lại hộp. Không phụ lòng anh, con tắc kè đã đẻ ra một quả trứng đầu tiên. Trong thời gian đợi quả thứ hai chào đời, anh sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một con tắc kè khác đang lột da. Nhìn như thể nó vừa phát nổ nên lớp da tung ra vậy. Quả trứng vừa chào đời sẽ được anh chuyển vào một hộp nhỏ hơn đã được phủ đầy đá trân châu. Hiện tại nó còn khá mềm nên anh phải cẩn thận hơn. Sukana mà làm nó vỡ thì công anh thì công cốc luôn. Lớp đá này sẽ giúp quả trứng không bị xê dịch trong quá trình ấp. Chú vẹt cưng này cũng đang rất mong chờ ngày được đón những em bé mới chào đời. Lồng ấp mới này sẽ được chuyển vào lò ấp trứng chăn bởi nhiệt độ trong đó rất thích hợp. Một thời gian sau, thật đáng tiếc là cụ đã ra đi chân lạnh toát. Quả trứng đã chuyển sang màu vàng đậm và có vẻ khá nhớp nháp. Bây giờ chỉ có thể đặt hết hy vọng vào quả trứng còn lại thôi. U là trời, thì ra là có tận 2 quả trứng nữa được chào đời. Những quả này có vẻ cứng cáp hơn nên anh lò hy vọng nó sẽ nở ra thành công. Trong khi chờ đợi kết quả, chúng ta cùng gặp gỡ bà mẹ nhiều con này nhé. Tuy mới đẻ lứa đầu nhưng những quả trứng của cô ấy tương đối khỏe mạnh và đang đợi ngày tách vỏ. Không nằm ngoài dự án, em bé tắc kè đầu tiên đã chào đời. Nó đã chui ra từ quả trứng bị lõm một phần bên trái, đó quả là một dấu hiệu nhận biết tốt. Hy vọng con còn lại cũng sẽ nhanh chóng chui ra để anh em của nó không phải cô đơn. Anh lò đã chuẩn bị sẵn nhà cho con nhi đồng thối tai này. Một cốc nước nhỏ, một tảng đá và một chỗ trú ẩn là tất cả những gì chúng cần. Con này có những hoa văn trên lưng rất nổi bật, nó còn đang tự liếm mắt của mình nữa kia. Bây giờ thì tham quan nhà mới nào bé yêu. Sau khi con kia chào đời, chúng sẽ cùng nhau ở đây trong khoảng một tuần. Thậm chí trong khoảng thời gian này chúng sẽ không cần ăn bất cứ thứ gì vì những dinh dưỡng từ lòng đỏ trong trứng vẫn còn tác dụng. Để ấp thành công một quả trứng tắc kè sẽ mất khoảng 76 ngày trong nhiệt độ 27 độ C. Quả là một thời gian dài đối với những người thiếu kiên nhẫn như mèo. Chờ mãi không thấy con còn lại chui ra nên anh lò sẽ phải động tay động chân một chút. Liệu số phận của nó sẽ nở hoa hay bế tắc đây? Tuy có ngoại hình khá ấn tượng nhưng đáng tiếc, chú em này cũng đã xin là xin vĩnh biệt cụ rồi. Có thể nó đã không đủ may mắn để được chào đời vì việc ấp trứng như này đôi khi tỷ lệ thành công rất thấp. Việc sống sót tới bước này đã là quá mạnh mẽ rồi. Bây giờ chỉ còn lại con tắc kè này cô đơn một mình nên anh lò sẽ dành cho nó nhiều sự quan tâm hơn. Nhân tiện, anh lò sẽ kiểm tra tình trạng của hai quả trứng ở đầu video. Trộm vía chúng đã bắt đầu xuất hiện các vết lõm. Điều đó chứng tỏ chúng ta sắp được đón thêm những sinh linh bé nhỏ mới. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc, con tắc kè con ngày nào đã lột xác và có một diện mạo hoàn toàn mới. Nó ăn uống cũng rất tốt nên ngày càng rắn giỏi và khỏe mạnh hơn. Với kích thước này, tắc kè của chúng ta có lẽ đã cần một ngôi nhà mới lớn hơn.
Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng tổ ấm mới của nó thì nhớ theo dõi trong những số tiếp theo nhé. U là trời, quá tuyệt vời, những quả trứng ở đầu video đã nở ra rồi. Quả là một hành trình dài, hai bạn nhỏ hãy chào hỏi nhau đi nào. Bạn thấy sao về hành trình cùng những chú tắc kè ngày hôm nay và nếu có cơ hội, bạn muốn sở hữu một con tắc kè không? Bình luận xuống dưới cho mèo biết ý kiến với nhé. Nhưng chưa dừng lại ở đó, với tình yêu động vật vô bờ bến, anh Lò sẽ tiếp tục một hành trình mới. Nhìn hình chắc các bạn cũng biết anh Lò dự định sẽ tự mình ấp ra những chú gà con lông vàng óng ả. Liệu anh có thực sự thành công? Hãy cùng mèo Ú theo dõi hết video nhé. Để làm được việc này, trước tiên anh cần một cái lồng ấp thấm nhuần tư tưởng có làm mới có ăn của thầy Huấn nên anh sẽ không đi mua. Thay vào đó, anh tự tạo ra chiếc lồng bản limited mang thương hiệu Hacker Lò. Sau một hồi đo đạc, anh đã dần hoàn thiện các bộ phận cần thiết. Hiệu quả của cái máy cắt này là ghế vì nó không phải bàn. Chứ đợi anh cắt bằng kéo thì chắc hết mùa chuối cũng chưa xong mất. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng được anh Lò làm rất tỉ mỉ và cẩn thận. Dự đoán đây sẽ là một sản phẩm cực độc lạ và đỉnh của chóp. Phần trục xoay đã mượt mà như săn siêu. Anh Lò sẽ dùng quả trứng này để test máy trước, thế là ngon nghẻ rồi. Thời đại 4.0 rồi, cái gì cũng phải tự động nó mới hiện đại. Vậy nên, lồng ấp của anh cũng sẽ có động cơ để tự vận hành. Làm cái này cơ bản cũng dễ, các bạn cứ làm đúng như trong video là được. Đấy là ai nói thế chứ mèo chịu. Tấm chiếu mới như mèo nhìn mấy đồ công nghệ này đúng là lơ ngơ như bò đội nón luôn. Sau khi đấu điện thì gạt quay đã chạy ngon ơ. Bảng điều khiển sẽ được in nổi các lệnh để dễ dàng hơn khi sử dụng. Không chỉ vậy, trên nắp còn hiển thị các thông tin cần thiết giúp anh theo dõi tình trạng trứng chính xác nhất. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, công việc anh Lò đang làm tuy hơi khó một chút nhưng được cái rất mất thời gian. Cuối cùng, anh không quên gắn thêm đèn vừa giúp chiếu sáng, vừa giữ nhiệt cho lồng. Mèo tưởng đầu anh này toàn óc tôm mà hóa ra cũng giỏi ra phết. Anh đấu điện chuyên nghiệp như mấy anh thợ điện may mắn trong phim vậy. Đã là lồng ấp thì không thể thiếu máy sưởi. Anh cố định các cục điện trở lại với nhau và xếp chúng đều tăm tắp, nhìn chúng cứ như ông mặt trời đang chiếu sáng vậy. Sau đó, anh ghép nó vào mặt sau của quạt. Như vậy khi quạt chạy, hơi nóng sẽ được phả thẳng xuống những quả trứng ở dưới. Bây giờ ghép chúng vào phần nắp thùng đựng hoa quả nữa là xong. Công việc tiếp theo là chạy ra siêu thị gần nhà mua một hộp trứng gà về xếp vào và cùng chờ đợi kết quả. Anh Lò sẽ để nhiệt độ 37 độ rưỡi trong vòng 1 giờ đồng hồ xem điều gì xảy ra. Khi anh đưa trứng lên đèn soi đã thấy có sự sống trong đó, thật bất ngờ. Sau 21 ngày, gà con trong đó đã đạp vỏ chui ra. Đây thực sự là một khoảnh khắc thiêng liêng, một sinh linh mới vừa chào đời. Tuy còn thưa nhưng dự đoán đây sẽ là một bộ lông vàng tuyệt đẹp. Thế là em gà đầu tiên đã xuất hiện, chứng tỏ lồng ấp trứng tự chế của anh Lò hoạt động rất tốt. Chẳng mấy chốc chú gà thứ hai cũng đã nở ra. Tốc độ lớn của chúng còn hơn cả thánh gióng. Chẳng mấy chốc lông đã cứng cáp hơn nhiều và lông mọc rậm tua tua. Những người anh chị lớn đang hối hả thúc giục réo gọi đàn em còn đang lười biếng nằm trong trứng. Cuối cùng thì cả đàn gà đã nở hết. Anh Lò đã thành công giúp những sinh mệnh bé nhỏ này đến với cuộc đời. Anh sẽ đưa chúng ra với thế giới rộng lớn ngoài kia để trải nghiệm nhiều hơn. U là trời, sao lại còn một quả trứng vẫn im thin thít thế này? Khi anh mở ra thì bên trong là một màu tối đen, gà con cũng đã xin là xin vĩnh biệt từ bao giờ. Nó đã không đủ may mắn giống các anh chị của mình. Anh Lò sẽ chôn cất nó thật tử tế ở sau vườn, đây là điều cuối cùng anh có thể làm. Để bù đắp, anh cố gắng chăm sóc thật tốt đàn gà con còn lại bằng cách cho chúng ăn đồ ngon. Cả đàn gà đói meo được cho ăn nên con nào cũng háo hức, rối rít kêu lên. Cảnh tượng này mới thật đáng yêu làm sao. Nhìn chúng nó mèo chỉ muốn bắt tất cả về nuôi luôn. Nhưng nhớ ra với đồng lương ít ỏi, mèo còn chưa nuôi nổi bản thân chứ nói gì đến nuôi người khác. Còn bạn thì sao? Bạn thấy thế nào về đàn gà con của anh Lò và cả cái lồng ấp bản limited của anh nữa? Hãy để lại bình luận cho mèo biết ý kiến nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.